Võ Lâm Ngoại Sử, chương 12 hồi 4, Vũ Điệu Quỷ Ma phần 3. Ngoài cửa, Lý Đĩnh đang cự đựng với Phương Thiên Lý. Sao đại ca không để đệ đuổi theo? Chẳng lẽ muốn tiểu nha đầu kia chạy thoát? Phương Thiên Lý lại. cười lạnh. Bọn chúng đã chạy vào cửa tử, đừng học sống sót trở ra. Chúng ta đuổi theo làm gì? Quả nhiên cửa đá đã đóng kín lại. Lý Đĩnh hoàng hồn. Nguy hiểm thật, nếu không phải đại ca tinh thông thuật kỳ môn bát quái tiểu đệ chắc cũng bị nhốt vào trong ấy phương thiên lý láo liên nhìn bốn phía nhàn nhạt, nhạt nếu trong cổ mộ là người thuật kỳ môn bát quái cũng có cái lợi của nó nhưng nếu là quỷ ngay cả gia cát vũ hầu cũng bị vây vào trong tuyệt lộ mà thôi xuyên vân nhạn dịch như phòng trầm rộng ừ, tiểu nhà đầu kia đã bị ép phải chạy vào trong tuyệt lộ chúng ta coi như đã rửa được hận thôi hay là chúng ta trở lui tránh gặp chuyện không hay triển anh tùng đang trầm ngâm không nói như trong lòng cũng hơi rúng động những người này tuy gan dạ nhưng thấy ngôi mộ cổ âm u quỷ bí đã hơi lạnh cả người vạn sự thông cùng bành lập nhân lén nháy mắt với nhau bành lập nhân lớn tiếng trong ngôi mộ cổ này tràn đầy chôn châu trô bảo ngọc chúng ta đã vào không lẽ lại tay trắng trở ra cho dù là người hay quỷ ta lại sợ sao vạn sự thông thông thả Hừ, nếu mà các vị sợ ấy thì cứ trở ra tôi cùng bành huynh giàu gì thì cũng phải vào xem cho biết triển anh tùng nạt lớn ai sợ ủy vũ tiêu cục của môn hạng chưa từng lùi bước trước khi lâm trận nhé lập tức có bảy tám người hưởng ứng bước ra thần nhãn ưng phương thiên lý Phong lâm tam điểm không hèn cũng chẳng ngu, muốn vào thì phải tính toán bàn bạc trước đã. Triển tổng tiêu đầu, thấy có đúng không? Triển anh Tùng nói, Nà, theo ý Phương Huynh thì chúng ta phải tính sao? Phương Thiền Lý nói, chúng ta mấy người chia làm hai nhóm, nhóm thứ nhất đi trước dò đường, nhóm thứ hai ở lại đây sẵn sàng tiếp ứng, dùng một dây dài nối với nhau để nhóm dò đường có lạc cũng lần theo đường dây mà biết đường trở lại. Bành lập nhân nói vuốt, phường huỳnh quả nhiên chủ đáo. Nhưng ai đi dò đường? Phương thiền lý nói, tôi cùng triển tiêu đầu đánh cuộc coi ai là người đi dò đường. Triển anh tùng nói, được. Phương thiên lý giấu một cánh tay sau lưng, tổng tiêu đầu đoán xem số ngón tay của tôi là chẵn hay lẽ? Triển anh tùng suy nghĩ một thoáng rồi nói, lẽ. Phương thiền lý mỉm cười, đưa hai ngón tay ra, chẵn. Triển Anh Tùng nghiêm nghị, được, bọn ta đi dò đường. Uy vũ môn hạ, theo ta. Bành lập nhân mắng thầm. <laughs> Phương Thiền Lý đúng là cái lão hổ lì. Lão dâu thay ra sau lưng đánh cuộc. Triển Anh Tùng mà nói lẻ, thì lão đưa ra hai ngón. Hắn nói là chẵn, lão sẽ đưa, nếu như hắn nói là chẵn, lão sẽ đưa ra cả năm ngón. Đánh cuộc kiểu này, Triển Anh Tùng thua chắc nhưng mà hôm nay á, các người đã vào ngôi mộ cổ này thì không có hy vọng trở ra thắng hay bại cũng chẳng khác nhau hắn lớn tiếng tiểu đệ cùng triển huynh đi trước dò đường phường thiền lý lấy ra sợi dây dài đưa đầu dây cho triển anh tùng triển tổng tiêu đâu cột đầu dây này vào người lúc dây đã căng hết cỡ cho dù đang ở đâu cũng phải mau mau quay trở ra dọc đường lưu lại dấu hiệu nếu giữa đường có chuyện không hay tổng tiêu đầu chỉ cần giật mạnh đầu dây bọn ta sẽ lập tức tiếp ứng triển anh tùng nói tôi hiểu hắn lấy đầu dây thắt chặt ở bên hông rồi quát to theo ta tay giơ cao ngọn đuốc hắn sải chân bước vào một cửa trong bọn có người run giọng hỏi Ê, nếu cửa đóng lại thì chúng ta bị nhốt trong ấy thì sao Lý Định nói, nếu cửa này đóng lại, ta cùng dịch tam đệ có thể dùng sức giữ được một lúc rồi giật dây báo động cho triển tiêu đầu. Mau lui trở ra. Triển anh tùng cười lớn. Phúc thiên điều Lý Định không những khinh công tuyệt luân mà công lực cũng kinh người. Phiền Lý Huynh vậy. Bành lập nhân và đám uy vũ tiêu cục, chín người theo bước vào cửa đá. Chín ánh đuốc rực chiếu sáng ở phía bên trong đợi chín người đi xa lý đĩnh khẽ nói triển anh tùng cũng là một nam tử chân chính phương thiên lý rừng dưng <laughs> chỉ tiếc là hơi ngu triển anh tùng đi trước dẫn đường từng bước hết sức thận trọng còn đường sau cửa đá như dài vô tận Hai bên vách có nhiều cửa, nhưng tất cả đều đã đóng kín, đẩy không ra. Bành lập nhân đi sau cùng, mỉm cười đắc ý, tin rằng đám người này rồi sẽ chết sạch. Chỉ mình hắn thoát lui, đi được một đoạn, hắn lẳng lọng dùng dao cắt đứt sợi dây, mọi người đều ở phía trước nên không ai biết. Hắn lướt lên trầm giọng triển huynh có thấy gì lạ không? Triển anh Tùng lắc đầu thở dài, Ồ đâu ngờ cổ mộ này lớn chợt một cánh cửa bên đường hé mở ánh sáng lạ chiếu qua khe cửa triển anh tùng rúng động không lẽ ở đây có người hắn đến bên cửa thò đầu và nhìn thạch thất sau cửa nhìn hình lục giác mỗi góc phòng có một cỗ quan tài bằng đồng vách tường trên quan tài có một ngọn đèn phát ra ánh sáng chập chờn như lửa quỷ trong phòng hoàn toàn trống không chẳng ai biết chẳng biết là ai đã thắp lên những ngọn đèn đồng này, ánh sáng biên biếc ảm đạm chiếu vào những cỗ quan tài xanh thẫm, tạo nên một không khí u ám đến nghẹt thở. Triển Anh Tùng thở mạnh. Có nên vào không? Bành lập nhân ra vẻ do dự. Ta nên giật dây gọi Phương Huynh cùng vào thương nghị. Triển Anh Tùng nói, được. Khẽ giật dây, Triển Anh Tùng cảm giác đầu dây kia của dây như không có lực. Hắn tái mặt, giật mạnh hơn, thì đã nhận ra dây đã bị cắt ngang. Cả bọn hoảng hốt đồng la lớn. Chúng ta mau trở lui. Bành lập nhân rậm chân. Thế này là sao? Giờ đã sinh sự sinh ra sự như vậy. Lui cũng không xong. Chỉ bằng cứ vào xem thử. Triển Anh Tùng suy ngẫn hồi lâu. Cắn răng nói. Sinh tử do mạng, giàu sang bởi trời. Triển Anh Tùng hôm nay nếu phải chết ở chỗ này. Thì chết. Tiến vào. Nói xong, hắn bước thẳng vào thạch thất. Bành lập nhân. Tôi đứng đây trông chừng. Các vị cứ vào mọi người sắc mặt tái nhợt chân bước ngập ngừng mách mắt bành lập nhân chợt sáng ừ, trông mấy chỗ cỗ quan tài kia không chừng có trông bọn người kia nghe vậy tranh nhau chạy vào bành lập nhân cười gằn cò chân đá cửa như có cơ quan ngầm cánh cửa khép lại không một khe hở khi bọn người ở trong phòng phát hiện ra thì đã quá muộn màng họ la hoảng nhưng cánh cửa đã đóng chặt tiếng la trong phòng không lọt ra được bên ngoài Bành lập nhân cười gần nói qua khe cửa. Triển anh tùng, chớ trách ta, cái này... Một giọng lạnh lùng sau lưng hắn, người hành sự, người hành sự cũng không tệ. Bây giờ, mau kéo sợi dây ra hiệu cho bọn Phương Thiên Lý vào đây, chịu chết. Bành lập nhân giận ra, nhận ra giọng của người áo xám, đầu gối mềm nhũn, toàn thân run rẩy, bước chân loạn. Giọng nói rơn rợn vẫn vàng vàng, vẫn vang vẳng, đi thẳng chớ quay đầu lại, nếu không số phận của người chẳng khác gì bọn này. Bọn Phương Thiên Lý đang chờ trước cửa đá mà bọn Triển Anh Tùng đã vào, sợi dây từ từ căng ra rồi không động. Phương Thiên Lý không biết rằng dây đã bị đứt, cau mày trầm ngâm, sao Triển Anh Tùng không đi tiếp, hắn đã phát hiện được gì chăng? Mọi người như nín thở chờ động tĩnh, cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp vô cùng, không biết bao lâu, chợt thấy thợ sợi dây bị giật mạnh, Lý Đĩnh lập tức la lên, bên trong có biến, chúng ta mau vào tiếp ứng. Phương Thiên Lý chế nhạo, ngươi thật muốn đi tiếp ứng, muốn chết cùng bọn hắn à? Lý Định ngẩn ngơ, cái này... Vạn sự thông đảo mắt nhìn quanh chợt nói, ý, không chừng triển anh Tùng đã phát hiện được kho tàng, các vị không đi thì thôi, tại hạ phải vào xem thử. Hắn liền bước tới cửa đá. Phương Thiên Lý suy tư một lúc, mặt chợt sáng nói lớn, chúng ta cùng triển tiêu đầu, tuy không giao tình, nhưng vì đạo nghĩa ra ngô, cũng không thể không giúp hắn phất tay ra lệnh hắn cùng lý đĩnh và dịch như phong bước vào cửa vạn sự thông cười thầm <cười> cả lão hồ ly này thật là âm hiểm mồm lại luôn nói, luôn nói chuyện nhân chuyện nghĩa rõ ràng tham cái kho tàng kia lại còn nói khéo nhưng lần này lão hồ ly người cũng chỉ có đường vào mà và không có đường ra khi mọi người vừa bước qua, cánh cửa đã từ từ khép chặt. Dịch Như Phong là người đầu tiên phát hiện ra hét lớn không tốt chúng ta trúng kế rồi. Phương Thiên Lý kinh hãi xoay người trở lại. Bây giờ mà có hợp lực cả bọn cũng không thể làm cửa kia nhúc nhích. Phương Thiên Lý nói, coi như bọn ta chỉ có tiến chứ không có lui, cứ xông vào. Cả bọn tiến thêm vài bước, phát hiện ra đoạn dây kia bị cắt, cả lại càng thêm kinh hãi. Lý Định run rẩy, trên chuyện anh Tùng đã đi đâu? Chẳng lẽ đã bị độc thủ? Phương Thiên Lý đánh mặt lại, chăm chú nhìn về phía trước, chậm chậm bước. Mọi người dù khiếp đảm, nhưng chỉ đành đi theo sau lão. Trước một cánh cửa đã đóng chặt, có một cây đuốc nằm trên đất, tuy đã tắt ngấm, nhưng có lẽ chưa lâu lắm. Phương Thiên Lý nhặt đuốc lên kinh hoàng. Đây chính là đuốc của họ, xem ra... Lão đột ngột ngưng lại, lầm lũi tiến về phía trước. Tuy lời lão dở dang, nhưng ai nấy đều đã hiểu bọn triển anh tùng lành ít giữ nhiều lúc này nhiều lời cũng vô ích chỉ có ngậm miệng nhắm mắt mà đi phía trước là ngã ba trên đất có cánh tay rầm rề máu tươi bàn tay nắm chặt ngón trỏ đi đưa ra chỉ về phía con đường bên trái dưới ánh lửa lờ mờ xương khô rải rác trên con đường phía bên phải có những bộ xương còn nguyên vẹn có bộ bị chặt ra nhiều đoạn cũng có nhiều bộ còn đau kiếm trong tay ánh lửa sập dẫn, lập lòe, sừng trắng vướng vãi, tạo nên một cảnh điều hiệu quỷ dị như trong cơn ác mộng. Lý định thở ra hơi lạnh, đi, đi tiếp thì sao? Phương Thiên Lý, không đi thì làm gì? Lý định nói, nhưng mà trước mặt là chết là tự lộ. Phương Thiên Lý nói, đường nào cũng là tử lộ. Lý định u uất. Thì sao đường nào trong môi, ngôi, ngôi cổ mộ này cũng là tử lộ? Phương Thiên Lý trầm giọng. Những kẻ vào cổ mộ vốn có lai lịch bất đồng, cũng không có quan hệ với nhau. Người nơi này lại muốn đưa hết vào tử lộ. Đây chắc chắn phải vì thù án. Dịch Như Phong, vậy vì cái gì? À, đây chắc chắn chẳng phải vì thù án. Dịch Như Phong nói, vậy thì vì cái gì? Phương Thiên Lý nói, theo ta, cổ mộ này ẩn chứa một đại âm mưu, cũng như âm mưu làm loạn võ lâm năm ấy Hoành Sơn. Bọn ta là vật tế, Vạn sư thông nói Phương huynh cho rằng âm mưu trong cổ mộ này là của người chứ không phải của quỷ sao Phương thiên lý cười nhạt Trên đời này làm gì có quỷ trừ phi Một tiếng cười chế nhạo khẽ vang lên Bọn phương thiên lý dùng mình xoay người ngón lại Đường đá sau lưng vẫn không một bóng người Khi cả bọn quay đầu về phía trước Thì ngón trỏ của cánh tay đầy máu kia đã đổi hướng Chỉ vào con đường ở giữa Ê ơi một người hốt hoảng la to Ê ơi cái này cái này không phải là quỷ thì là cái gì Phương Thiên Lý bước lên đá, văng cánh tay đẫm máu hét lớn, bước lên đá, văng cánh tay đẫm máu hét lớn, là quỷ ta cũng hơn, đống một trận. Lão bước nhanh vào con đường ở giữa, cả bọn cùng vội vã theo sau. Vạn sự thông mỉm cười bí hiểm, lặng lẽ cúi người lau vết máu nơi mũi giày. Chính hắn đã âm thầm dùng chân, chỉnh hướng cánh tay kia. Hắn dậm chân định theo bọn, phong lâm tam điểu, thì một cánh tay kéo vạt áo của hắn, người áo xám đứng sau hắn cười rờn rợn hí ngươi cũng muốn theo để chết sao vạn sự thông phát dung tiêu 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 nhân người áo xám người còn có chỗ dùng ta chưa muốn người chết đi con đường bên phải bành lập nhân đang ở đó chờ người vạn sự thông giả giả giả, chật từ con đường ở giữa, vàng lên những tiếng thét hãi hùng của đám phong lâm tam điểu, tiếng la thàng thút thê lương đứt quãng, vạn sự thông run lẩy bẩy, cất chân không nổi, mãi một lúc sau, hắn mới dần thở lại bình thường. Bốn bể tĩnh lặng như trong cõi chết, dưới ánh lửa chấp chới, cánh tay máu me kia càng thêm rùng rợn. Vạn sự thông lén nhìn ra sau, nhưng chẳng thấy ai. Người áo xanh quỷ bí kia cũng đã biến mất phòng lầm tàm điều cùng môn hạ đi vào con đường ở giữa chợt thấy ở cửa có một thạch thất hé mở ánh sáng lạ người người hắt ra phương thiên lý vui vẻ ha xem ra chúng ta đã đi đúng đường hắn bước tới trước cửa nhìn vào trong thạch thất có bốn cỗ quan tài mở nắp bên trong là kỳ chân dị bảo lóng lánh ánh sáng người dưới ánh đèn xanh phong lâm tam điều tuy là hạng giàu có trong võ lâm nhưng cũng chưa từng thấy nhiều chân bảo như vậy bọn môn hạ thì sừng sốt ngây ngô đứng nhìn rồi cùng thét lên sung sướng chạy tới vơ lấy ngọc châu nhưng vừa chạm vào thì chân bảo đột nhiên vỡ vụn từ chóng bắn ra một loạt nước bọt văng lên người lên tay lên mặt đám môn hệ đám môn hạ đệ tử của phong lâm tam điểu da thịt bị nước bọt bắn chúng nóng lên như bị lửa đốt bọn chúng kêu thảm rồi ngã nhào xuống đất nước bọt đó bắn vào áo quần hay da thịt tất cả đều bị giữa nát trong nháy mắt đám người nọ đau đớn lăn lộn trên đất Tổng thấy có giật thật là thảm thương Phòng lầm tàm điều, tuy lòng đau như cất nhưng lại sợ bị trúng nước độc nên không dám đưa tay chạm vào đám đệ tử. Bọn người đám đáng thương dãy rụa từng hồi kêu là thống thiết. Sau một trận run rẩy kịch liệt, họ thẳng đơ không cử động. Những thần xa kia vẫn tiếp tục nát giữa đến tận xương. bấy nhiêu nam tử cường tráng, trong thoáng chốc đã hóa thành một đống xương trắng. Phương thiên lý kinh hoàng, thật độc, thật là độc. Một tiếng động vang lên, cánh cửa sau lưng của họ đã đóng chặt. Lại nói về thẩm lang Chu Thất Thất và Hoa Nhị Tiên. Sau cửa đá, trong bóng tối, cách thức cũng không mấy mặt người, cũng không thấy mặt người, thẩm lãng vẫn giữ chặt cổ tay Hoa Nhị Tiên. Chu Thất Thất nhón gót, ôm cổ chàng, yêu kiều áp, sát mặt vào má chàng thường nhẹ, cũng tốt. Hoa Nhị Tiên cười nhạt, sập chết tới nơi rồi tốt cái gì? Chu Thất Thất mơ màng cùng chàng tắm chết trong bóng tối dày đặc này chết cũng tốt chứ sao nàng ghé sát tay thẩm lãng thì thầm em không muốn có người thứ ba bên mình lúc này đâu anh thả bà ta đi thẩm lãng tặc lưỡi tiểu thư tuy em muốn chết nhưng anh còn sống chưa đủ anh không thể thả bà chu thất thất hậm đực hậm hực anh đồ vô tình vô nghĩa không hiểu lòng người chẳng tình tứ lãng mạn thật anh chết đi được ấy em em muốn cắn chết anh cho rồi hoa nhị tiên mau cắn đi cắn 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 cá cắn càng nhanh càng tốt thẩm lãng nắm tay chu thất thất đưa cho anh chu thất thất đưa cái gì đuốc chu thất thất làm gì có thẩm lãng cười anh thấy em giấu trong tay áo em còn dùng khăn trắng gói lại nữa chù thất thất dậm chân phụng phịu ừ, anh quỷ đây cầm đi lấy cây đuốc đưa cho thẩm lãng trong bóng tối thẩm lãng lờ mò một tay cầm đuốc đánh lửa ánh đuốc soi tỏ ha má đỏ bừng của chù thất thất sóng mắt long lanh là hận hay là yêu thẩm lãng cười có lửa là mình đi được rồi đi thôi chủ thất thất nói ai muốn đi theo anh dậm chân xoay người quay đi hướng khác không nhịn được lâu nàng lén liếc về phía thẩm lãng chàng đang kéo hoa nhẹ tiền đi chu thất thất nghiến răng lớn tiếng Bữa, anh mặc kệ em anh cứ đi đi em em ở lại đây, em chết ở đây thẩm lãng chẳng nhìn lại chỉ cười tủm tỉm em cẩn thận cái người sau lưng đó đừng để hắn chu thất thất hét lớn chạy vội tới đấm nhẹ lên lưng chàng anh chết anh chết anh chết tuy nàng vẫn lằng nhằng chẳng theo anh nhưng chân thì bước sát ngay đến bên chàng. ba người đi được một đoạn thấy một cánh cửa bên đường hé mở phía trong có một quan tài trên nắp quan tài có ngọn đèn le lói chú thất thất nói chẳng lẽ nơi này lại có người ấy? em muốn vào nhìn thử nàng rộng chân định bước vào thầm lãng quát không được vào chú thất thất nói tại sao em muốn thầm lãng thở dài ngắt lời tiểu thư Em không nhận ra đây là cái bẫy hay sao? Em mà bước qua cửa, nó sẽ đóng lại ngay lập tức. Chu thất thất mở to mắt nhìn quanh quất rồi bật cười. Ha! Anh thông minh! Anh thật là thông minh! Ba người tới trước một ngã ba, một cánh tay đẫm máu nằm ở giữa đường, ngón trỏ chỉ về con đường bên trái, sườn trắng tản mạn trên con đường bên phải. Chu thất thất nheo mắt. Mình đi đường ở giữa? Thẩm lão suy tư khẽ nói sách xưa có nói thực là hư hư là thực con đường bên phải có vẻ hung hiểm nhưng thật ra là con đường duy nhất dẫn đến trung tâm của ngôi mộ này con đường ở giữa rất khoát không đi được chu thất thất nói sao bên ngoài có tới tám cửa bây giờ thẩm lãng nói bây giờ anh đã nhận ra tám cánh cửa bên ngoài chỉ là nghi binh tuy là tám cánh cửa mở ra là tám con đường khác nhau nhưng thật sự chỉ cùng một dạng, cùng dẫn đến trung tâm ngôi mộ. Trên mỗi con đường sẽ có nhiều ngã rẽ và cạm bẫy khác nhau. Đường nào cũng vậy, chỉ cần ta tránh những bẫy dập là có thể đến được trung tâm, chỗ bí mật sau cùng. Hoa nhị tiên cười khinh miệt. <cười> Hoa mộc tiên làm việc rất là cẩn thận. Các người sẽ chẳng bao giờ tìm ra cái bí mật của hắn. Trở ra đi thôi, cần gì phải chịu chết. Thẩm lãng không để ý đến bà, thậm chí chẳng thể nhìn bà bỗng chu thất thất reo lên hai chúng ta đã đi đúng đường rồi theo hướng tay nàng chỉ ánh sáng rực rỡ chiếu ra từ một thạch tất bên trong có mấy chiếc quan tài chứa đầy kỳ chân dị bảo hoa nhị tiên biến sắc chu thất thất dù sinh trưởng trong gia đình hào phú vẫn chỉ là một cô gái trẻ khó tránh vui thích khi thấy châu báu nhiều như vậy nàng muốn cầm từng món lên ngắm nhìn nhưng nàng vừa đưa tay ra thẩm lãng đã vội kéo lại Chủ thất thất ngạc nhiên, sao vậy? Thập lãng lớn tiếng, em sinh trưởng nơi nhà hảo phú, chẳng lẽ lại không nghĩ ra làm gì có thứ trông ngọc rực sáng như thế kia, đầy nhất định là bẫy dập. Nếu em muốn sống mà ra khỏi nơi này, chứ đụng tay đụng chân vào bất kỳ cái gì. Chủ thất thất cắn môi. Ừ, em nghe lời anh. Hòa nhị tiên cười chế nhạo. Ngươi cũng thật là thông minh, đây là một trong những độc chiêu của đại ca. Những thứ bảo ngọc này có chứa kịch độc, chạm vào là chết không toàn thây. Nhưng ngươi cũng đừng quá đắc ý. Hoa mộc tiên xưa nay khéo tay lắm kế. Ngươi tránh được ngón này, chưa chắc đã tránh được ngón khác. Hắn còn biết bao nhiêu kế hiểm đang chờ ngươi. Chi bằng thả ta khi hắn thấy ta may ra có bỏ qua cho các người. Bà nói thao thao bất tuyệt, thẩm lãng không ừ cũng chẳng hử. Đường đi càng lúc càng thêm nhiều ngã quanh, bỗng một thân này lướt từ vách đá, bên trái qua phải rồi mất dạng, cùng lúc ba vệt sáng theo gió bay thẳng đến chỗ bọn thẩm lãng. Không phải ai cũng có thể đỡ được ám khí bắn ra trong bí đạo dài âm u, thẩm lãng lại chỉ giơ tay lên khoa một đường cong, Cả ba ám khí kia lọt vào trong ống tay áo của chàng như bị một sức hút vô hình. Chủ thất thất vừa sợ vừa phục. Sau khi lấy lại bình tĩnh, nàng nhận ra ba thứ ám khí này là những mũi tên chừng chín tấc dưới ánh lửa óng a óng ánh. Chủ thất thất lạnh người. Tên! Đây chính là tên lạnh của tử thân. Thẩm lãng xé vạt áo, lót tay rút từng cây tên ra quan sát. Dù qua lớp vải, chàng vẫn có cảm giác lạnh thấu xương. Tuy mặt không đổi sắc nhưng lòng đầy kinh dị. Chàng cầm lấy mấy mũi tên chăm chú nhìn tới nhìn lui mấy lần. Hai hàng lông mày chợt giãn ra, ngửa mặt cười dài. Ha <laughs> ha Thì ra là như vậy. Chu thất thất cũng vỗ tay cười. Thì ra là như vậy. Cung của tử thần bánh, bắn ra các loại tên quỷ này. Tưởng đâu là kỳ diệu lắm. Ai ngờ cũng chỉ là thế này thôi. Loáng thoáng có tiếng hát thê lương chuyển tới khúc quanh. Trăng tàng soi mồ cờ một đêm tư thường băng cung, đốt đèn tìm tan lăn tan vào mau trong tim. Tiếng hát tràn đầy quỷ ý, lần này thẩm lãng nghe qua liền bật cười hăng hắc. <cười> cái gì? Cách? cái gì? quý cái gì tên chẳng qua mấy cái cây tên làm bằng băng đá mà thôi tên lạnh từ cung của tử thần bật ra là nước đá ngưng kết lại thêm vào nội lực thâm hậu có thể phóng thẳng vào tim gặp máu nóng lập tức tan hòa vào máu trả trách sao không tìm ra ám khí chủ thất thất vừa cười vừa thở ra hay cho cái người nghĩ ra cái trò này nếu mà không phá ra thì thật cũng bị hắn dọa chết nhưng nếu không phải giữa trời đông giá rét thì hắn cũng chẳng dở được trò này. Thẩm lãng nói, em đừng coi thường trò đơn giản này, thật ra đây không chỉ là tên lạnh mà còn là tên độc cực độc. Khi tên hòa vào máu trong tim, sẽ theo đường máu chạy thẳng đến tứ chi, khiến chất độc phát tán nhanh hơn, lấy mạng người ngay lập tức. Chẳng ném mạnh ba cái tên quỷ thật ra, chủ thất thất bĩu môi, dù sao thì chúng ta cũng đã khám phá ra một bí mật của cổ mộ Rồi sẽ từ từ tìm ra hết ba cái trò quỷ dị dọa dạ người Em cũng tò mò muốn biết xem họ còn có những ngón bịp gì nữa Vạch đá sau lưng đột nhiên nứt ra một khe nhỏ Từ đó một luồng khói bay ra Chủ thất thất chẳng kịp nín hơi Đầu óc đã quay cuồng Ngã ra ngất xỉu